Rồi xin chào cả nhà mình nhé, tiếp tục tuần lên đơn một em Hải Châu. Thì lên một số cây tuần lên thì giá nó cao quá, anh em mình chưa giao lưu được, nên tuần sẽ lên một cái cây gọi là ở mức cơ bản nhất, gọi là hàng tầm trung. Là cái cốt của nó chỉ tầm khoảng là 13 đến 15 cm nha cả nhà ha. Cốt này là tầm khoảng nè, tuần đưa cái cổ tay tuần vào nè, đó, nó là nửa cổ tay nè. Cốt này là nửa cổ tay. Bộ đế nó trải nè, rễ nó nè, cả nhà mình thấy cái rễ nó không? Rễ đây. Trải ra tới đây nha cả nhà, rễ cám nó lên, con này nó nổi lên rễ cám trên này luôn. Đó, rễ cám ở đây. Đó, cây rất là khỏe và rất là mạnh nha. Cốt rất là to. Hàng này cốt to nha cả nhà ha. Đó, cốt rất là to. Dáng lát rất là đẹp. Còn đi tay cơ bản nó như thế này nè, đủ cho mình ha. Đó, một tay chúng ta đổ về đây để lót đế đây. Đó, một tay thì chúng ta xuống đây. Đây là một cái tay của nó đây. Đã đầy đủ chi, cành khỏe mạnh luôn cả nhà mình đó. Đó. Còn đây là cái ngọn chóp đây, cành đây lót lại và cành phong phía sau, và một cái ngọn đây. Cả nhà mình nhìn từ trên cao thử nhé. Rồi, toàn xây cái xung quanh cho cả nhà mình xem nhé. Đó, chi cành nó như vậy nha cả nhà. Đó, cái mặt sâu nó đây. Đó, rất là duyên nha cả nhà. Đó, bộ đế nó đây, bủ nó đây. Rễ nó đây nha cả nhà, rất là mạnh và rất là, chúng ta có thể về xoáy đế và nâng đế sau này lên. Đó, cái này toàn xin phép giao lưu cả nhà mình là 350k. Đó, toàn bao chậu chứ không bao ship nha, chậu này trồng nhựa. Anh em nào muốn bao ship thì thêm giúp cho toàn là 50k. À, là 400.000 tổng bao ship, ship cuối toàn quốc cho anh em mình luôn nha. Cọc tiền qua năm toàn gửi, nói thì qua năm chứ tầm khoảng mùng 5 mùng 6 là ship đã làm lại rồi cả nhà. Đó, ok nha cả nhà ha, toàn tiếp tục xuống video toàn lên cái khác đây. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Hải Châu hàng giá rẻ cho cả nhà mình luôn. Thêm một dòng nữa cho anh em mình xem kỹ nhá. Nhớ là cả nhà mình lưu ý là toàn để số điện thoại và số Zalo ở phần mô tả nha. Cả nhà mình add Zalo để liên hệ trực tiếp với toàn á, mình có thể tìm mình mua thêm những cây khác ví dụ vậy để nó đỡ tiền ship vân vân. Tùy anh em mình nha. Kiểu mình mua kết hợp combo rồi vậy. Rồi xin phép chào tạm biệt cả nhà mình xuống video đây.